Xin chào các bạn nhé. Hôm nay hai bố con đi rất là sớm các bạn. Thì đang tranh thủ ăn sáng ở chợ Long Phình các bạn. Đây. Bát phở này các bạn. Mình sẽ review cho các bạn xem sơ qua nhé. Đây là hai bát phở, đây là phở của người Nùng các bạn. Thì đây là thịt đen hay thịt là gì cô? Là đen. Hai bát này là 30.000 một bát đấy các bạn. Đấy, hai bố con mình đặt mỗi bát là 30.000 một bát. Ok, mời các bạn ăn sáng nhá. Mời các bạn ăn sáng cùng với bố con mình nhá. Đây, trong này có hành này. Đây là phở này. Phở đỏ. Phở này nó màu đỏ cô nhỉ? Gạo lương nhỉ? Gạo lương. Đây là tim này các bạn ơi. Vâng, cháu xin nhá. Đấy, có rau này. Đây, ớt này. Đây là ớt xay, ớt khô. Và đây là ớt tươi các bạn. Đây, ngoài ra có nước mắm, mùa chính, thìa. Đây là đây là chanh các bạn. Ăn chua các bạn cho. Rồi nhá, bỏ khẩu trang. Hai bát đây. Bát này cũng thế nhá, có tim gật này. Ngon không? Đang đói là đi. Hôm nay hai bố con đi sớm ạ. Đấy, mọi người cũng đang sáng các bạn, tranh thủ ăn sáng rồi đi mua đồ về. Xong đi về các bạn. Bây giờ thì mình cũng ăn đây. Mình sẽ bắt chua vào nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn phải bỏ cái hạt chanh ra này. Ơi. Nó bắt ra. Ăn chua được không? Đây. Để cho hạt chanh ra các bạn. Xem vừa gia vị chứ nhá. Mình thử miếng thịt này trước nhá. Thịt nó đen này rất là ngọt các bạn. Ăn nó đậm nó ngọt. Sáng hai bố con đi sớm các bạn nên ở nhà cũng không ăn nên đây mới ăn nên giờ rất là đói đây gần thế. Đây mình sẽ cho tí ớt tươi các bạn. Xà lách cay à? Ăn đi, ăn từ từ thôi. Nóng à? Ở tươi này cay thế nhỉ?
Đi vào đêm ạ. À. Lóng các bạn, sáng ra lóng, cái lóng này. Ở trên này người ta hay ăn phở buổi sáng á. Đây không có cháo nha. Chỉ có phở với cơm thôi. Mà đa số là ăn phở, 99% là ăn phở các bạn. Hả? Sao? Anh không có đi. Tí nó mới đông. Đây các bạn này, đây là thịt này. Nói chung là bát này, này ăn là no các bạn, mình chắc là không ăn hết rồi. Vâng, xin chào các bạn nhé. Chúng ta lại tiếp tục đi chợ phiên các bạn. Thì hôm nay thứ sáu các bạn ơi, hai bố con này có đi chợ Lồng Phình. Đấy, buổi sáng nhá, bây giờ mới 6:30 sáng đây các bạn. Trời bây giờ sớm, mọi người bắt đầu mới đi chợ này. Bên này là ngoài đường các bạn, ngoài đường thì mới buổi sáng thôi, mọi người mới bắt đầu bày hàng hóa ra để bán thôi, không biết là có vụ gì đông ấy nhỉ. À đây là bán con gì này, bò xít này, cho xem có bò xít các bạn ơi. Bò xít này không phải bò xít ở trên cây đâu nhá, là bò xít ở rau. Hôm nay mình đi sớm quá các bạn, mình đi sớm mà người bán có ở đây, nên người mua thì có ít các bạn. Kia lợn trắng kìa, đây, lợn trắng này, lợn đen bên này các bạn ơi, lợn đen ở bên này này. Do là hôm nay mình đi quá là sớm nên mọi người đến chưa đến, gọi là chưa đến nhiều. Ở đây thì cũng có một số người đang mua. Đây, lợn đen lợn bảng các bạn. Đi. Con này chắc là tầm đến 25 cân đúng không anh nhỉ? 20 cân là bao nhiêu? 27, 28, 26, 26 á, tầm nhỉ? Giá khoảng 80.000 đến 90.000 một cân. Lợn. Đây cũng khá là nhiều lợn đấy. Đây là khu vực chợ lợn nhé các bạn nhé. Đây là vé xong này. Vé chợ 10.000. Ở đây lợn nhỏ hơn này. Đấy, mua về làm giống hoặc là lợn quay các bạn ơi. Đi. À là cắn đấy. Con này lợn nó bạo ạ. Con này bao nhiêu chị ơi? Ở đây thì mua mua theo con các bạn, mua theo cân không nhỉ? Có gì nhỉ?
Thì cân thì cũng cân, con thì con. Đây là con. Ở lợn này bé này, con này bé này. Đây là con này mấy trăm một cân, mười một con. Mấy hai con to á. Đây mới có một con lợn bắt đầu được mang đến này. Cái này lợn đen hay lợn trắng anh? Lợn đen này. Đấy, đây là lợn đen nha các bạn này. Mỡ này. Lợn đen bao giờ nó nhiều mỡ các bạn. Nhưng mà mỡ rất là ngon. Cả thịt nữa, ăn rất là ngọt các bạn. Đấy. Đấy, chị đang lọc. Đấy, thịt nó đen này. Nhìn thịt nó chắc nhỉ? Đây. Ok, mời các bạn đi một vòng nhé các bạn nhé. Đấy, khu này là khu bán thịt này. Đấy, đây có quán này. Đây, cái dãy này là dãy chính nhé các bạn nhé. Mình quay cho các bạn xem này. Từ một dãy này các bạn. Ở đây là có hai dãy chính này. Buổi sáng mọi người đang tranh thủ đi chọn những miếng thịt ngon các bạn. Đấy, toàn thịt lợn đen đây các bạn ơi. Ở trên này thì người ta chủ yếu là bán thịt lợn đen. Và chúng ta đang đứng ở chợ Lồng Phình nhá. Đây là vải các bạn, mùa này mùa vải này, ở trên này bán rất là nhiều quả vải. Đấy. Vải mới mận nữa các bạn, mận Bắc Hà. Đây cà chua, cà tím này. Đây củ gì biết không? Mướp đắng, quả mướp đắng này. Đây là ớt này các bạn. Đây là vải. Rượu các bạn. Rượu ngô này. Đây toàn là rượu ngô này. Trên này có mận này các bạn nhé. Đây này, mận và vải. Mùa này đang mùa mận, mùa vải các bạn. Đây này. Mận Bắc Hà các bạn. Đây là vải này. Đây có ớt tươi này các bạn ơi. Đây là phở nhé các bạn nhé. Đây. Phở của người Lùng.
Cái này 20.000 một túi à cô? À đây. Chợ. 20.000 một túi, trong có gia vị sẵn này các bạn này. À có hành này. Cái này là chấm chéo à? Cái gì trắng? Cái gì trắng đây cô? Hạt nêm à? À hạt nêm. À. 20.000 một túi các bạn nhé. Đây. Bánh này. Đấy, đi chợ thì bao giờ các bạn gặp những hàng bánh rán như này. Đấy. Mỡ sôi sùng sục. Để ớt tươi các bạn. Ớt tươi bán theo đống. Bao nhiêu tiền một đống đấy bà? 10.000 à? Đấy. À, đây một đống nha các bạn ơi. Ở trên này bán theo đống nhá, để ớt tươi 10.000 một đống. Ở đây là cà suối các bạn. Đấy, cà suối. Đây là đống ớt này, người ta thường người ta bán 10.000 một đống các bạn. Người ta phân theo đống mà không cân các bạn nhé. Đấy, cứ phân ra đống 10.000 một đống.